Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của dược tốc biến Trong video này thì mình sẽ trình bày về dược lý các thuốc chữa gút Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Như chúng ta đã biết thì gút là bệnh do tăng axit uric máu Trong dịch bào khớp có nhiều tinh thể urat là sản phẩm chuyển hóa cuối cùng của porin bệnh có thể nguyên phát do rối loạn chuyển hóa axit uric di truyền hoặc thứ phát do bệnh thận do dùng các thuốc phong tỏa thải trừ urat hoặc do sản xuất quá nhiều urat trong quá trình chuyển hóa của cơ thể. Trước khi tìm hiểu về các thuốc chữa gút, mình có một thí nghiệm nhỏ về tinh thể muối ăn. Đầu tiên, chúng ta hòa tan một lượng muối ăn trong một cốc nước đến khi bão hòa. Gạt bỏ cặn muối và đặt một sợi dây trong đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đợi cho nước bốc hơi trong vài ngày. Khi lượng nước dần ít đi trong khi lượng muối trong cốc vẫn giữ nguyên hay nói cách khác là nồng độ muối trong cốc tăng lên, lượng nước còn lại không thể hòa tan được hết lượng muối trong cốc. Một phần muối dư thừa sẽ kết tinh thành các tinh thể bám dính trên sợi dây. Đây là hiện tượng tuyệt vời giúp chúng ta giải thích sự lắng động các tinh thể axit trong cơ thể. Tương tự như thí nghiệm trên, các tinh thể axit uric trong cơ thể chỉ hình thành khi lượng axit uric tăng cao trong máu. Giống như lượng muối dư thừa trong cốc nước, nó sẽ dẫn tới sự lắng động các tinh thể tại các dịch bao khớp, dẫn tới các cơn đau dữ dội. Vậy đâu là nguyên nhân gây tăng axit uric máu? Chúng ta cùng tìm hiểu sinh lý bệnh gút. Đầu tiên, trong cơ thể chúng ta có DNA và RNA đây là những phân tử mang thông tin di truyền quy định mọi hoạt động sống chúng có mặt trong nhân của tế bào khi các tế bào bị chết đi thì nhân tế bào sẽ bị phá hủy và chuyển hóa qua nhiều con đường khác nhau tạo thành purin từ đây purin được chuyển hóa thành hai loại đó chính là hypoxanthine và guanin tiếp theo hypoxanthine và guanin được chuyển hóa thành xanthine đây là chất tiền thân của axit uric Acid uric ở người bình thường sau khi được tạo thành, nó sẽ hòa tan trong máu và được đào thải ra ngoài cơ thể qua đường nước tiểu. Dựa vào sơ đồ này, chúng ta có thể thấy để tăng axit uric máu sẽ có hai con đường. Ở người bình thường, con đường thứ nhất là khi cơ thể chúng ta tạo quá nhiều axit uric, đó là việc tiêu thụ các loại thực phẩm giàu purin như động vật có vỏ, hải sản, thịt đỏ và nội tạng động vật hay việc sử dụng các đồ uống có hàm lượng fructose cao góp phần tạo nên axit uric thông qua việc tổng hợp purin. Con đường thứ hai tại thận, ở những người uống rượu thường xuyên, rượu làm tăng sản xuất axit lactic dẫn đến cạnh tranh đào thải với axit uric tại thận. Bên cạnh đó, rượu làm tăng quá trình suy thái của adenine nucleotid dẫn tới tăng sản xuất axit uric. Rượu cũng làm giảm bài tiết axit uric qua đường thận do gây mất nước nhanh. Ngoài ra, ở những đối tượng bệnh nhân đặc biệt sẽ dẫn tới tăng axit uric máu như bệnh nhân suy thận làm ảnh hưởng đến độ thanh thải của axit uric. Bệnh nhân ung thư máu, bệnh nhân ung thư đang điều trị hóa trị, xạ trị do tăng sự phá hủy các tế bào dẫn tới tăng lượng purin nội sinh. Hay hội chứng Lesnihan là một rối loạn di truyền hiếm gặp do sự thiếu hụt của enzyme hypoxanthin guanin phosphoribosyltransferase viết tắt là HGPRT một enzyme tham gia quá trình chuyển hóa đổi ngược hypoxanthin và guanin thành các sản phẩm trước đó vì thế hội chứng này làm tăng nồng độ axit uric máu Hội chứng Nesnihan hay còn gọi là bệnh tự ăn thịt mình được mô tả là những hành vi tự cắn, xẻo ra thịt trên thân thể. Có đến 60% bệnh nhân Nesnihan bị buộc phải nhổ toàn bộ răng để ngăn không cho họ tự cắn môi, má trong, lưỡi và một số bộ phận khác của cơ thể. Cuối cùng là những người đang sử dụng thuốc aspirin liều thấp, phenylbutazone liều thấp, các thuốc lợi tiểu dùng kéo dài trừ spironolactone như thiazid, furosemide, ethambutol, pyrazinamide, các thuốc axit, ethacrinic, axit nicotinic, vân vân. Điều trị gút nhằm giải quyết các cơn gút cấp tính và ngăn ngừa tái phát. Dựa trên sinh bệnh học của bệnh này, chúng ta sẽ có 4 nhóm thuốc tác động lên 3 quá trình. Đầu tiên là nhóm thuốc giảm tổng hợp axit uric. Nhóm thuốc này ức chế men xanthine oxidase. Các thuốc trong nhóm này có tác dụng ức chế men xanthine oxidase là một enzyme tham gia vào quá trình thoái biến purin thành axit uric. Vì vậy, việc ức chế enzyme này làm giảm sản xuất axit uric, phải kể đến đó là allopurinol, febuxostat, tepirosostat. Nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc tăng thải axit uric. Nhiều nghiên cứu cho thấy tăng axit uric máu ở một số bệnh nhân còn có thể do giảm đào thải axit uric qua thận điều này gợi ý tới việc đưa các thuốc thải axit uric vào điều trị hạ axit uric máu. Nhóm thuốc này được lựa chọn như hàng thứ hai để giảm axit uric máu khi không đạt hiệu quả đối với thuốc ức chế men xanthine oxidase. Phối hợp hai nhóm thuốc này cho thấy hiệu quả hạ axit uric máu nhanh và giải quyết được các hạt tophi. Không chỉ định nhóm thuốc tăng thải axit uric cho những bệnh nhân có sỏi thận. Các thuốc thuộc nhóm này bao gồm probenecid. Benzbromarone, lesinurad, một vài thuốc khác cũng có tác dụng tăng thải axit uric nhưng chưa rõ cơ chế như phenofibrat, losatan losartan, vân và chưa được chấp thuận. Nhóm thuốc thứ ba là các nhóm thuốc hủy urat. Nhóm thuốc này gồm các peloticase và rasbuticase. Ở người, Uricase làm biến đổi axit uric thành chất alantolin trong nước và được đào thải qua thận. Chính vì vậy, biện pháp truyền enzyme uricase tái tổ hợp được sử dụng trong những trường hợp cần hạ nhanh và tức thời axit uric máu đó chính là pegrotic và rasbutic. Tuy vậy, do tính hạ axit uric máu nhanh, thuốc được biết tới với hệ quả làm tái phát cơn gút nhanh. Thuốc cũng gây kháng thuốc sau một vài tháng điều trị. Thứ tư là các thuốc giải quyết các cơn đau gút cấp. Các thuốc này ức chế giai đoạn hoạt hóa bạch cầu, đặc hiệu nhất là cochicin. Ngoài ra còn dùng các thuốc NSAID như phenylbutazone, indometacin, loại ức chế cốc 2 hoặc corticoid. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các biện pháp điều trị khác để ngừa cơn gút cấp khi bắt đầu sử dụng thuốc làm hạ axit uric máu tốt nhất là nên sử dụng colchicine 0,6 đến 1,2 mg trên ngày hoặc diclofenac 75 đến 100 mg trên ngày hoặc các enzyme khác với liều tương đương uống sau bữa ăn tối hàng ngày thường phải dùng trong 3 tuần đến 6 tháng đầu từ lúc bắt đầu dùng các thuốc làm giảm axit uric cho đến khi axit uric máu giảm và ổn định kiềm hóa nước tiểu bằng chế độ ăn rau xanh, uống nhiều nước khoáng có kiềm hoặc nước kiềm 14% để đảm bảo lượng nước uống 2 lít trên một ngày. Nước sắc của lá sake, thuốc natri bicarbonate, acetazolamid. Việc kiềm hóa nước tiểu nhằm đảm bảo nước được lọc tốt qua thận sao cho lượng axit niệu không vượt quá 400 mg trên lít trong gút mạng tính có biến chứng điều trị tùy theo mức suy thận hạn chế chỉ định phẫu thuật cắt hạt tophi chỉ khi hạt bị vỡ do dịch quá to ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận động của khớp trong trường hợp nhiễm trùng do vỡ hạt tophi cần chăm sóc cắt lọc vết thương và dùng kháng sinh đường toàn thân kiểm soát tốt các bệnh kèm theo như tăng huyết áp tiểu đường rối loạn lipid máu bệnh lý mạch vành bệnh lý tiêu hóa về chế độ ăn uống sinh hoạt khi triệu chứng cấp đã được kiểm soát cũng có nghĩa là bệnh nhân không còn triệu chứng. Lúc này, cách chữa trị thích hợp không phải chỉ có dùng thuốc mà phải kiểm soát thể trọng và chế độ ăn hàng ngày. Bệnh nhân phải thực hiện các nguyên tắc vệ sinh ăn uống, sinh hoạt như không uống rượu, bia, chế độ ăn giảm đạm, tránh các thức ăn giàu purin, giảm mỡ, uống nhiều nước, đặc biệt là nước khoáng kiềm, ăn giảm calo nếu béo phì. Tập vận động mỗi ngày đạt trọng lượng trong cơ thể ở mức sinh lý tránh béo phì và cuối cùng là tránh gắng sức, căng thẳng, lạnh đột ngột. Và đến đây thì video của mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.